đến nước Mỹ. Phần 1. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Ta vô vậy những chiếc xe buýt nhỏ đã đến Mỹ. Wow. Cuối cùng thì chúng ta cũng đến. Không thể nào tin được. Hả? Wow. Đẹp quá đi mất. Đúng thế. Chào các cháu. Hả? Đó. Xin chào, cháu là Tayo và các bạn của cháu đúng không? Ta là gì của Anna? Wow. Chào bác ạ. Chào mừng các cháu đến với nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên cháu ra nước ngoài đấy, háo hức quá đi. Cháu cũng thế. Thế, chiều nay các cháu đi xem phim trường phải không nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Thế thì, trước khi đi các cháu có muốn dạo một vòng trung tâm thành phố không? Wow, được không ạ? Được chứ, các cháu có thể đi chơi và sau đó đến phim trường. Wow, nghe hay quá ạ. Cháu muốn đi đến nhiều nơi ở đây lắm ạ. Chơi vui nhé, và hẹn gặp lại các cháu vào tối nay. Vâng ạ. Đi nào. Rugi, chờ bạn tới với. Vâng ạ, gặp bác sau. Được rồi, chơi vui nhé. Wow. Mọi người nhìn kìa. Wow. Những cái cây đó thật thú vị. Wow. Xin chào các bạn xe buýt nhỏ. Xin chào. Chúc mọi người tốt lành. Các bạn xe ở đây thân thiện quá. Em biết mà. Chúng ta cần quyết định tiếp theo sẽ đi đâu. Nơi nào thì tốt nhỉ? Bãi biển thì sao chứ? Bãi biển ở đây rất là đẹp. Và có cả đu quay nữa đấy. Thật không? Nghe thú vị đấy. Thế thì đi thôi. Các cậu quên tại sao chúng ta đến đây rồi á? Chương trình đố vui. Wow, bắt đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ công bố người chiến thắng câu đố ngày hôm nay. Lần này chiếc xe nào sẽ đến thăm phim trường ở Hollywood nhỉ? Của anh đây. Cảm ơn. Lemon, lần này cho mình thắng đi mà. Nhưng đã đến lúc chọn người chiến thắng rồi. Có rất nhiều xe tham gia cuộc thi mà. Mọi người có hào hứng không nào? Không thể nào mà cậu thắng đâu. Chúng ta đi xem phim hoạt hình thôi. Để xem nào. Người thắng cuộc là chiếc xe buýt nhỏ Tayo. Cái gì? Wow, họ chọn tớ. Tớ chiến thắng rồi. Cái gì? Cậu thực sự sẽ tới nước Mỹ à? Thấy chưa? Tớ nói tớ sẽ được chọn mà. Tayo, chúng tớ sẽ đi cùng mà, có phải vậy không? Tớ không chắc nữa. Tayo, cho chúng tớ đi cùng đi. Nếu cậu đưa bọn tớ đi cùng, bọn tớ sẽ làm bất cứ điều gì? Bất cứ điều gì tớ muốn sao? Nhờ có tớ mà chúng ta được đến Mỹ, nên chúng ta sẽ đi những nơi tớ muốn trước. Cái gì? Điều đó không công bằng. Không ư? Thế thì tớ sẽ đến phim trường một mình. Bây giờ tớ phải để giấy mời ở đâu nhỉ? Đây rồi. Tớ nóng lòng muốn xem phim trường quá đi mất. Được rồi, hãy đi tới nơi Tayo muốn đi trước đi. Được thôi. Sau đó chúng ta có thể đi biển. Thế thì đi nào. Những chiếc xe buýt nhỏ đã đến để xem bảng hiệu Hollywood mà Tayo muốn thấy. Wow, thật tuyệt vời. Chúng ta đến một nơi thú vị quá. Đúng không? Đúng thế. Tất nhiên rồi. Các cậu nhìn đằng kia kìa. Được rồi, 1, 2, 3. Chụp một tấm nữa nha. Chúng ta cùng nhau ghi lại khoảnh khắc này đi. Được thôi. Được rồi. Tuyết. 1, 2, 3. Nếu lần này chúng ta nháy mắt thì sao? Chiếc xe may mắn Tayo. Bây giờ chúng ta đi bãi biển đi. Đi thế. Xong rồi sao? Chúng ta còn chưa đi dạo xung quanh mà. Cái gì? Chúng ta đã chụp rất nhiều ảnh rồi mà. Chúng ta phải lên đó chứ. Sao chứ? Không thể nào lên đó được đâu. Đúng thế. Chúng ta còn phải đi biển nữa mà.
Nếu chúng ta không kịp thời gian để đi thì sao? À, thật chứ, chúng ta không còn lựa chọn khác rồi. Thế thì đi biển thôi. Nhưng tớ sẽ đi phim trường một mình. Gì? Thôi ta vô. Điều đó không được. Chúng ta đi cùng nhau nhưng cậu chỉ làm những gì cậu muốn thôi. Quên đi, chúng ta tự mình đi biển thôi. Đúng thế, cậu đi một mình đi. Cái gì? Tớ thực sự sẽ đi một mình đấy. Muốn làm gì thì làm đi. Các cậu sẽ hối hận đấy. Tayo và những người bạn của cậu ấy chia tay nhau và cậu ấy đến phim trường một mình. Tự mình đi dạo xung quanh cũng rất vui cơ mà. Đây chắc là lối vào phim trường rồi. Ê, này cháu, xe buýt màu xanh. Cháu làm gì ở đây vậy? Chào bác. Cháu là Tayo, chiếc xe buýt may mắn đã thắng một chuyến tham quan phim trường. Chuyến tham quan à? Ở đây không có gì cả. Bác nhìn kỹ nhá, đây này. Cái gì? Giấy mời của mình đâu rồi? Nơi này không phải nơi công cộng đâu. Vui lòng di chuyển ra khỏi lối vào. Chắc mình đã đánh rơi nó ở trên đường rồi. Mình phải làm gì đây? Này, xe buýt màu xanh. Sao cậu đến muộn vậy? Em sao? Tôi đã nhắc là không được đến muộn mà. Nhanh lên đi. Cháu đến để chụp ảnh à? Thế thì vào đi. Xin chào. Cháu là xe buýt màu xanh trong buổi chụp hình hôm nay. Xe buýt màu xanh trong buổi chụp hôm nay. Nhưng cậu ấy đã vào rồi. Cái gì? Không thể nào. Nhìn này, bác nói là cậu ấy đã vào trong rồi. Cho cháu vào đi. Cháu sẽ đến trễ buổi chụp mất. Không. Wow, đây là các khu của phim trường phải không ạ? Đúng, bên trong được bố trí như các địa điểm khác nhau. Wow, nhiều thật đấy. Nhà sản xuất có thể vào đây được hay không? Được rồi. Vui lòng chờ đây nhá. Vâng ạ. Mình thật sự muốn được đi ngắm xung quanh. Cái gì thế? Mình chỉ đi vào một chút thôi. Wow, thật tuyệt vời làm sao. Nếu như các cậu ấy cũng đến thì tuyệt quá. Chúng ta đi cùng nhau nhưng cậu chỉ làm những gì cậu muốn thôi. Quên đi, chúng ta tự mình đi biển thôi. Đúng thế, cậu đi một mình đi. Tốt thôi, tớ sẽ đi ngắm xung quanh một mình. Này, xin chào, rất vui được gặp chị, em là Tayo. Còn chị? Em có thể mở cửa nhanh hơn được không? Được ạ. Miley, em đi đâu thế? Đi nhanh lên nào. Vâng ạ. Dừng lại ngay. Anh bảo dừng lại. Chạy nhanh hơn đi. Được ạ. Chuyện gì thế này? Đây là phim trường bối cảnh đồ chơi này. Ở đằng kia, nhanh lên đi. Được ạ. Đừng để mất dấu. Vâng ạ. Dừng lại. Cẩn thận nhá, giữ chân nào. Mình phải đi đâu đây? Bây giờ chúng ta phải trốn giữa các tòa nhà thôi. Ê!
họ sẽ không tìm thấy chúng ta. Chị ổn không ạ? Cảm ơn vì đã giúp chị. Họ sắp ra rồi. Miley, em ấy đi đâu được chứ? Em ấy không đi xa được đâu. Hả? Ở đằng kia. Mình vừa kịp vào luôn. Dừng lại. Miley, anh biết em đã ở trong đó. Anh là ai thế? Ra đây đi Miley. Không có ai ở đây cả. Hả? Đây không phải là chiếc xe đó. Xe buýt màu xanh. Cậu đã đi đâu vậy? Tôi tìm cậu nãy giờ đấy. Nhanh lên nào. Không phải là chiếc xe buýt màu xanh đó. Miley. Tayo cùng các bạn của mình đã tới Hollywood để tham quan phim trường. Tuy nhiên, trong chuyến tham quan, Tayo và các bạn đã cãi lộn. Và thế là Tayo đã đến phim trường một mình. Tayo và người bạn của cậu gặp ở phim trường bị những chiếc xe lạ săn đuổi. Tayo sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây? Các bạn xe buýt nhỏ tới nước Mỹ, phần 2. Wow. Thật tuyệt vời, làm sao? Phải đấy. Bạn mình chơi đánh bóng trên bãi biển nhé. Nghe hay đấy. Giá mà Tayo cũng ở đây để chơi cùng. Quên cậu ấy đi, cậu ấy đang chơi vui lắm. Phải đấy, cậu nói đúng nhưng mà... Siêu sao Miley đã mất tích. Cô ấy đã lên một chiếc xe buýt trong lúc quay phim và biến mất. Sao, Miley? Cảnh sát đang tìm kiếm chiếc xe mà Miley đã lên. Ôi không. Đó là Tayo. Sao cơ? Không thể nào. Tiếp theo là đây. Nhưng chiếc xe đó trông y hệt Tayo luôn. Đừng nói về chuyện đó nữa. Đi chơi vui nào. Đi nào. Các cậu đợi tớ với. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Tayo và Miley? Miley, ra khỏi xe ngay. Chúng ta phải làm sao đây? Các anh tránh đường đi được không? Được chứ. Cảm ơn. Miley, đừng để lạc mất. Vâng ạ. Vâng ạ. Cô ta đi đâu nhỉ? Cảm ơn Tayo. Không có gì. Nhưng cậu là ai thế? Sao những chiếc xe đó lại đuổi theo? Cậu đừng sốc nhé. Tớ là Miley. Miley. Rất vui được gặp cậu, Miley. Hả? Cậu không biết tớ là ai sao? Tớ là ngôi sao điện ảnh Miley đấy. Ngôi sao điện ảnh? Tuyệt thật đấy. Ngôi sao điện ảnh ư? Mình chưa có thấy cô ấy bao giờ. Những chiếc xe đó là người quản lý của tớ. Và họ đuổi theo tớ vì tớ đã trốn khỏi phim trường. Tại sao cậu lại trốn đi thế? Tớ quá bận rộn nên lâu rồi không được đi chơi với bạn bè của tớ. Hôm nay tớ phải gặp các bạn ấy. Ra là thế. Thế tớ chở cậu đi gặp các bạn cậu nhá. Thật sao? Ừ. Wow, cảm ơn cậu nhiều lắm Tayo. Đỡ này Rogi. Tớ chả thấy vui gì cả. Tớ cũng thế. Có phải vì thiếu Tayo không? Phải. Hồi tất cả cùng chơi với nhau vui biết bao. Các cậu nghĩ giờ Tayo đang làm gì? Tớ không biết nữa. Tớ nhớ Tayo. Tớ cũng thế. Khi các bạn đang nghĩ về Tayo, Tayo đã tới bãi biển nơi những người bạn của Miley đang đợi. Wow, chỗ này đẹp thật đấy. Nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đặc biệt của tớ. Tớ từng chơi đùa ở đây cùng các bạn hàng ngày. Wow, cậu làm đẹp thật đấy Miley. Wow, đẹp quá đi. Tuyệt quá. Đẹp quá. Thật vui khi có các cậu chơi cùng tớ. Tớ cũng thế. Mình mong được gặp các bạn ấy quá. Thì ra là thế. Tới nơi rồi Miley. Được rồi, cảm ơn. Không gì đâu.
Hả? Các bạn tớ ở đằng kia. Cậu mau đến đó đi. Được rồi. Miley, chuyện gì thế? Nhưng nhớ các bạn giận tớ thì sao? Tớ đã không giữ lời tới thăm các bạn ấy thường xuyên. Nhưng mà chẳng phải cậu nhớ các bạn nhiều hơn là lo lắng các bạn ấy sẽ giận cậu sao? Thế hãy dũng cảm lên. Các bạn sẽ rất vui khi gặp cậu đây. Cậu có chắc là thế không? Tất nhiên rồi. Được rồi. Cậu là một người bạn tuyệt vời. Người bạn tuyệt vời sao? Các cậu. Các cậu. Miley. Bọn tớ nhớ cậu lắm. Lâu rồi không gặp. Tớ cũng nhớ các cậu lắm. Lâu rồi không gặp mọi đâu. Mọi thứ đều ổn chứ? Tất nhiên rồi. Không biết các bạn mình đang làm gì nhỉ? Cô ấy kia rồi. Đó là quản lý của Miley. Miley, mau lên chạy đi. Tayo, mau đi, mau chạy đi. Không sao đâu, là tớ gọi họ tới đấy. Sao? Nhưng Miley. Anh Black. Miley, sao em lại chạy đi một mình thế? Rất nguy hiểm đấy. Em xin lỗi vì đã làm hỏng buổi quay phim. Miley, không sao cả. Khi nào em muốn gặp bạn thì hãy nói để anh biết để đưa đi. Anh Black. Phải đấy, đi một mình rất là nguy hiểm. Em cảm ơn mọi người ạ. Mọi chuyện ổn cả rồi. Giờ chúng ta tới sân chơi mà các em thích nhé. Lên xe đi. Thật ạ? Nhanh nào. Cảm ơn ạ. Tất cả là nhờ cậu đó tay ư? Không có gì đâu. Miley, lên xe đi. Được rồi, chờ tớ chút. Tayo. Ngày mai cậu có thời gian gặp tớ không? Không được rồi. Ngày mai tớ phải bay trở về nước rồi. Tớ hiểu rồi. Tiếc thật. Không sao, hẹn cậu một ngày không xa nhé. Tạm biệt Tayo. Tạm biệt Miley. Tạm biệt. Sau khi tạm biệt Miley, Tayo càng thấy nhớ các bạn của mình hơn. Không biết các bạn của mình làm gì bây giờ nhở? Các bạn mình kia. Mình cá là các cậu ấy đang giận mình lắm luôn. Nhưng mình cũng phải can đảm lên. Các cậu. Tayo. Tayo, cậu làm gì ở đây thế? Lúc bọn tớ muốn ra biển chơi, cậu đã từ chối mà. Các cậu, tôi xin lỗi, tớ đã quá ích kỷ rồi. Bạn tớ cũng xin lỗi. Bọn tớ không nên bảo cậu lại một mình như thế. Các cậu. Chúng mình vẫn có chút thời gian, hay là đi đâu chơi nhỉ? Đi hay đấy. Đi nào. Được rồi. Các cậu chờ tớ với. Ngày hôm sau, các bạn xe buýt nhỏ và dì của Hana đã đến sân bay. Tớ buồn quá. Các cháu có thể quay lại lần nữa. Bác sẽ mời các cháu. Thật à? Không ạ. Chào Tayo. Anh Black. Ai thế kia? Tớ mới quen anh ấy hôm qua. Anh Black, anh làm gì ở đây thế ạ? Em đừng có hỏi anh, mà hãy hỏi Miley đấy. Miley. Chào Tayo. Đó là ngôi sao điện ảnh Miley. Miley, tớ rất hâm mộ cậu. Tớ cũng thế, tớ cũng thế. Các cậu biết Miley sao? Miley là diễn viên rất nổi tiếng đây. Rất vui được gặp cháu. Miley là diễn viên nổi tiếng thật á? Đúng vậy, tớ đã xem cậu rất nhiều trên TV. Nhưng Miley, sao cậu biết Tayo thế? Tayo đã giúp tớ ngày hôm qua. Để thay lời cảm ơn, tớ muốn dẫn các cậu đi chơi. Có được không? Wow, thật sao? Nhưng bọn tớ sắp phải lên máy bay rồi. Phải rồi.
tớ thực sự muốn đi chơi. Đừng có lo, bọn anh đã mua vé chuyến sau cho các em rồi. Thế thì chúng cháu đi chơi được không ạ? Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho các cháu. Đi chơi vui nhá. Mình đi ngay thôi. Các bạn xe buýt nhỏ cùng Miley tới rạp chiếu phim. Ở đây có nhiều người quá. Chắc họ là người hâm mộ Miley đấy. Nhưng sao Tayo còn chưa tới nhở? Tayo trông cậu tuyệt lắm. Tayo, chúng ta cùng đi nhé. Được thôi. Cảm ơn mọi người đã tới. Người bạn xe buýt đi cùng cháu là ai thế? Bạn ấy là Tayo ạ. Bạn ấy đã giúp đỡ cháu trong lúc cấp bách ạ. Đó là lý do tại sao cháu muốn đưa bạn ấy tới lễ in dấu vân tay cùng với cháu. Miley. Ở đây. Ê. Giờ tới lượt cậu đó Tayo. Ông sao cô tổ? Chẳng phải cái này là dành cho người nổi tiếng sao? Tớ. Cậu xuất hiện trên bản tin nên cậu cũng là người nổi tiếng đấy. Lại đây nào. Thế thì cậu làm tốt lắm Tayo. Tayo thật tuyệt vời. Phải đấy. Các bạn xe buýt nhỏ đã kết thúc chuyến đi nước ngoài an toàn. Miley, hãy đến thăm đất nước của tớ nữa nhé. Ngày làm việc đầu tiên của Trammy. Vào một buổi sáng sớm, Hana và Sito đang chuẩn bị để ra ngoài. Mình đi được chưa? Chị Hana, chú Sito. Chào mấy đứa. Mọi người đang đi đâu vậy? Chị và chú Sito đang định đi gặp chú Sky đó. Sky sao? Đó là người nào? Chắc là các cháu không biết cậu ấy đâu. Sky làm việc ở trung tâm kiểm soát điều hành xe điện đó mà. Chú ấy giúp vận hành xe điện đó các em. Chắc đúng là em chưa từng gặp Sky rồi. Em còn chưa từng thấy xe điện. Phải, do gần đây các tuyến xe điện đã cho tạm nghỉ rồi, nên Sky tranh thủ nghỉ ngơi luôn. Nhưng giờ đã có tuyến xe khác hoạt động nên chú ý lại quay về đây làm việc. Xe điện sao? Nghe tuyệt quá đi chú Sito. Khi nào mấy đứa cùng nghỉ thì chú dẫn tới đó. Bây giờ chúng ta đi nha. Dạ, gặp mấy đứa sau. Tạm biệt. Chúc mừng chú mở cửa hoạt động lại chứ Sky. Cảm ơn cháu. Hai người không biết tôi muốn quay lại làm việc cỡ nào đâu. Tôi cũng rất vui khi có tuyến xe mới hoạt động đó. Phải, tôi cũng đang tò mò không biết là ai đây. Vậy hôm nay em ấy sẽ đến hả chú? Đúng vậy, chắc cô bé cũng sắp tới rồi. Cô bé kia rồi. Em ấy dễ thương quá đi à. Chào cháu. Dạ chào chú. Cháu là xe điện mới đúng chứ? Dạ. Rất vui được gặp cháu. Chú là Sky sẽ làm việc với cháu từ bây giờ. Còn đây là Hana và Sito. Chào cháu. Em tên là Trammy. Rất vui được gặp em Trammy. Em có màu sơn đẹp lắm đó. Đúng vậy, khách hàng chắc sẽ thích lắm cho coi. Ngày hôm sau, có rất nhiều người đến tập trung ở trạm xe điện. Tôi đã không đi xe điện một thời gian rồi. Con muốn được đi xe điện lắm luôn. Xem ra mọi người rất háo hức. Quay đến rồi kìa. Sao nhiều người quá vậy? Trammy cảm thấy hồi hộp sau khi có quá nhiều người. Thật là hay quá. Thì ra em ấy đổi hướng như vậy hả? Xin chào bạn. Chào em nha. Lên nào. Cháu là xe điện mới sao? Rất vui được gặp cháu. Dạ, cháu chào ông. Gì chứ, cô ta nghe không rõ. Cháu chào ông. Làm ta giật mình à. Sao cháu lại hét lên như vậy? Cháu xin lỗi.
Có vẻ như Trammy rất hồi hộp. Trammy di chuyển rất chậm rãi vì bạn ấy đang rất hồi hộp. Di chuyển bằng xe điện thật là thoải mái mà. Nhưng mà xe điện thường đi chậm như vậy đó hả? Xe điện à, em có thể đi nhanh hơn một chút được không? Dạ được. Ôi trời ơi, sao vậy? Mọi người có sao không vậy? Em làm cái gì vậy? Em không thể đột ngột tăng tốc như vậy được. Chạy như vậy nguy hiểm quá đi à. Em xin lỗi, em sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Chậm, chậm. Ôi trời đất ơi, ta đi bộ còn nhanh hơn nhiều. Chúng ta đã tới trạm rồi. Xin chào các hành khách. Ôi trời ơi, nếu biết xảy ra những chuyện này tôi sẽ không lên xe đâu. Mệt ghê. Mọi người bị sao vậy? Tự nhiên cô bé lại tăng tốc, làm như vậy rất là nguy hiểm. Chạy lúc nhanh lúc chậm thì ai mà chịu được chứ. Tôi thật sự xin lỗi. Bỏ đi anh. Cháu xin lỗi. Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được, Trammy. Dạ chú. Trammy lại tiếp tục phạm lỗi. Lần này mình sẽ chào mọi người một cách bình thường. Chào em, Trammy. Dạ, xin chào tạm biệt anh. Hả? Nhưng anh đang chuẩn bị lên mà. Em xin lỗi. Cuối cùng cũng xong, mình phải nghỉ ngơi thôi. Ôi trời ơi, chị có sao không? Em tưởng chị ra ngoài rồi. Kỳ ghê, phải cẩn thận chứ. Mình phải ngừng ngay ra lỗi lần mới được. Đi xe điện như vậy, cậu không thấy đèn đỏ sao lại thật sự hả? Xin lỗi. Phải đi theo tín hiệu đèn chứ. Em xin lỗi mà. Mình lo nghĩ lung tung nên quên nhìn đèn mất rồi. Trammy, sao cháu cứ liên tục phạm lỗi vậy? Cháu xin lỗi. Cháu có nghĩ là cần luyện tập thêm không? Cháu đã luyện rất nhiều rồi đó. Cháu phải thật bình tĩnh trong quá trình làm việc. Dạ được. Mình toàn gây ra rắc rối, chắc chú Sky ghét mình lắm. Xe buýt nhỏ tha yêu. Hẹn gặp lại mọi cảm người. Cảm ơn xin cô, tạm biệt. Cuối cùng cũng xong rồi. Mình có nên đi thăm Sky không ta? Xin chào anh Sky. Chào anh Sito. Anh sao vậy? Trammy gây ra quá nhiều sai phạm, tôi đã không biết phải làm sao đây. Chắc là cô bé sẽ quen thôi. Lúc đầu ai mà không như vậy chứ? Không đâu, anh đã làm rất tốt ngay từ đầu. Làm gì có, tôi đã bị chú Bubba la mắng mỗi ngày luôn đó. Có chuyện đó sao? Phải, nhưng tôi lại cảm thấy hồi hộp hơn và phạm lỗi lớn hơn nữa. Thật à? Chúng ta đã đến nơi rồi. Trammy, cháu phải nói to hơn. Trong lúc làm việc cháu phải tập trung hơn. Dạ chú. Hình như tôi đã tạo áp lực cho Trammy quá rồi. Nè Sito. Hả? Tôi nhờ anh việc này có được không? Nhưng là việc gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ của Trammy. Trammy, chú nghĩ cháu nên vào trạm trung tâm thành phố để kiểm tra đi. Ngay bây giờ hả chú? Phải, Hana chắc là đang chờ cháu đó. Dạ được, thưa chú cháu đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ bên trong nha. Dạ chú. Trammy, dạo này công việc của cậu ổn không? Không tốt chút nào, mình cứ gây ra sai phạm. Mình rất khó để làm quen với các hành khách. Sao em không nghĩ cách nào đó để giúp em ấy đi, Tayo? Dạ được, mình sẽ luyện tập với cậu Trammy. Nghe hay đó. Chú có mang đến một vài người bạn cho cháu tập luyện đây. Chào em. Chào em. Nào, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Có chuyện gì vậy Trammy? Bây giờ cậu hãy thử khen ngợi các hành khách đi. Khen ngợi hả? Đúng vậy, họ sẽ rất vui nếu cậu làm như vậy. Thật sao?
phải đó. Để mình làm mẫu cho cậu xem thử nha. Dạ em chào chị. Chào em. Hôm nay nhìn chị rất là xinh đẹp đó. Thiệt hả? Cảm ơn em. Tommy, cậu thấy sao? Hay là bây giờ cậu thử thực hành đi. Đâu, được thôi. Ba, hôm nay bạn xinh đẹp lắm đó. Anh đẹp hả? Anh rất vui vì em khen anh đó. Nhìn hai anh chị rất là xứng đôi đó. Là anh hả? Đây, một món quà dành cho cô. Mình đã được tặng một bó hoa thật đẹp. Nhờ em đó, Tommy. Cảm ơn em nha. Cậu làm tốt lắm, Tommy. Thiệt hả? Và phần thực hành cuối cùng là vận chuyển hành khách. Dạ được. Phải làm sao đây? Cẩn thận, cẩn thận. Chậm rãi thôi. Tommy. Em có thể đi nhanh một chút được không? Dạ được. Em xin lỗi. Ôi không, mình lại làm vậy nữa rồi. Ôi trời ơi, nếu biết xảy ra những chuyện này tôi sẽ không lên xe đâu. Chắc mình không làm được việc này rồi. Đừng lo lắng, vui lên gì vậy? Rồi em thấy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tommy, có sai phạm thì cũng không sao đâu. Đúng, em phải dũng cảm lên. Em không thể làm được mà. Mọi người à, được rồi, em sẽ cố lần nữa. Wow, giờ em làm đúng rồi đó. Phải. Với sự ủng hộ đó, Tommy đã tự tin hơn và hoàn thành tốt công việc. Chúng ta đã đến trạm rồi. Tommy. Chúc mừng chuyến đi thành công của cậu. Chúc mừng cháu nha. Tayo, Chusito. Làm tốt lắm, Tommy. Em rất giỏi đó. Có chuyện gì vậy? Thực ra thì Sky đã chuẩn bị chuyện này. Anh ấy muốn mọi người giúp cháu tập luyện. Chú Sky hả? Chú Sky. Hả? Cháu cứ tưởng chú không thích cháu vì chị gây ra rắc rối. Đương nhiên là không rồi. Chúng ta là gia đình mà. Chú Sky. Chú xin lỗi vì gây áp lực cho cháu. Chú sẽ nỗ lực hết sức để giúp cháu làm việc thật tốt. Cảm ơn chú. Cháu hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Hãy cùng cố gắng nào. Mọi người đều rất trông đợi vào em đó, Tommy.